Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thùng tuyển, đồ hai hen hiệu. Ngày hôm nay tiếp tục đến với series săn đồ si tập thứ 163. Mình sẽ lên cho anh em một số những cái mẫu sản phẩm mà mình chưa từng lên trước đây bất kỳ một lần nào ở trên kênh của mình. Đó là những chiếc mũ len. Và sắp đến mùa đông, bây hiện tại đang có những cái cơn gió mùa thu đông đang tới rồi, thì rất là thích hợp để anh em có thể diện những cái mũ len kết hợp với lại những cái món đồ outfit khác để tạo ra một cái bộ trang phục thật là đẹp, thật là lộng lẫy và cực kỳ chất, thể hiện cái sự tự tin, thể hiện sự năng động và bản lĩnh đàn ông của anh em. Và tất cả những chiếc mũ len ngày hôm nay mình lên đều sẽ có đồng giá là 200.000 đồng và miễn phí ship. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và tất cả những chiếc mũ len này mình đã giặt xả là sạch sẽ thơm tho, anh em có thể sử dụng được ngay khi mà nhận được. Và những chiếc mũ này cũng sẽ đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới, có thiết kế rất là chất và chất liệu vải co giãn thoáng mát, giúp giữ ấm cho đầu trong các cái mùa đông, và đội vào cũng sẽ rất là thoáng. Không để anh em phải mất thời gian thêm nữa, chúng ta hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng ta có những cái siêu phẩm gì nhá. Let's go. Đầu tiên, chiếc mũ có mã là Y1, là một chiếc mũ len đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản và có phối màu xám đậm. Toàn bộ chiếc mũ này đều là màu xám đậm luôn. Đây là một cái phối màu rất là đơn giản, cơ bản, có thể kết hợp với lại nhiều những cái mẫu quần áo khác nhau và dành cho những anh em nào thích sự đơn giản và thuận tiện. Đặc biệt là chất liệu của chiếc mũ này là dạng cốt tông len, khá là mềm mại, siêu co giãn và rất là dày dặn cũng như là mềm mại luôn. Chiếc mũ này ở phía bên trong đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái tag của Uniqlo ở phía bên trong này. Và chiếc mũ này cũng có thể đội với nhiều những cái dáng khác nhau. Đây mình sẽ đội luôn cho anh em xem dáng của chiếc mũ này. Đây chúng ta có thể đội theo dáng này. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là Y2, là một chiếc mũ len đến từ thương hiệu H&M, thương hiệu H&M, một thương hiệu thời trang khá là nổi tiếng đến từ Thụy Điển. Và chiếc mũ này có một thiết kế khá là đặc biệt, phối màu xám với hai cái phần tai ở hai bên, ở bên trên có một cái cục bông nữa. Và mình sẽ cho anh em xem gần hơn những cái họa tiết của chiếc mũ này. Đây chúng ta sẽ có một vài những cái đường sọc ở trên mũ đây, và chất liệu len rất là mềm mại, dày dặn, thân thiện với lại da đầu. Có một cái tag nhỏ nhỏ ở phía bên cạnh đây, và hai phần tai này sẽ giúp giữ ấm cho hai bên tai khi mà chúng ta có thể là đội mũ bảo hiểm này. Chúng ta có thể đội cái này vào trong trước, hoặc là khi đi ra ngoài trời thì chúng ta cũng sẽ không lo bị lạnh tai, thay vì chúng ta phải sử dụng những cái chụp tai. Và ở phía bên trong của chiếc mũ này thì sẽ có một sấp tag của H&M. Đây anh em có thể nhìn thấy tag đây. Và một cái bề mặt phía bên trong dạng nỉ như này, rất là mịn màng luôn. Và đội chiếc mũ này cũng sẽ cực kỳ là thoải mái luôn. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là Y3, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Edwin, một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu vàng hết luôn, có thiết kế hai cái phần che tai ở hai bên này, cực kỳ thuận tiện. Toàn bộ chiếc mũ đều là màu vàng hết luôn, và chất liệu dạng cốt tông len, cực kỳ dày dặn và cực kỳ thân thiện với da đầu. Có logo của Edwin ở phía đằng trước đây, và có hai cái phần tai nho nhỏ để che tai cho nó ấm, và có thêm mũ, có thêm cái chóp này ở trên mũ đây, ở phía bên trong của chiếc mũ này, là một thiết kế rất là ấn tượng. Đây anh em có thể nhìn thấy, và những cái phần bông bằng màu trắng đây, rất là dày dặn, mềm mịn và cực kỳ đẹp. Và đi sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ có một vài cái tag của Edwin ở phía bên trong đây. Đây cũng là một chiếc mũ mà anh em đội form lên cực kỳ đẹp và cũng cực kỳ là ấm áp thoải mái. Ngoài ra thì những cái phần màu xám xám ở đây chính là cái màu phản quang. Đấy, khi mà đi vào buổi tối thì nó sẽ phản quang chạy xung quanh chiếc mũ này. Đấy, một chiếc mũ cực kỳ chất luôn nhé. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là Y4, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Champion, một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ, cũng rất là nổi tiếng với những cái dòng món đồ streetwear cực kỳ năng động, thể thao và khá là đường phố. Chiếc mũ này có phối màu đen toàn bộ luôn,
kết hợp với lại sự tô điểm của một cái ngôi sao ở đây màu xanh và logo Champion nho nhỏ ở chỗ này. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chất liệu vải của chiếc mũ này, một dạng cốt tông khá là co giãn, đội vào rất là ôm đầu. Và tất cả những cái mũ mà hôm nay mình lên đều có kích thước vừa từ 56 đến 58 phân chu vi vòng đầu là đều vừa hết. Và cái chất liệu vải này nó rất là co giãn, cho nên là với bất kỳ kích thước đầu nào thì cũng có thể vừa được nhá. Đấy, và anh em có thể nhìn thấy ở đây có một cái logo của Champion nho nhỏ. Và chiếc mũ này cũng có thể đội được nhiều dáng khác nhau, anh em có thể đội nguyên như này hoặc là bẻ lên một gấu thì cũng vẫn rất là đẹp luôn. Và ở phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có thêm hai cái tag của Champion phía bên trong này, và cái phần chất liệu ở phía bên trong này cũng rất là trơn, co giãn, ôm đầu và cực kỳ thoải mái mà khi anh em sử dụng. Thậm chí là đối với lại những người mà chơi thể thao thì sử dụng chiếc mũ này cũng rất là hợp lý luôn, bởi vì nó cực kỳ là ôm đầu trong quá trình chúng ta vận động thì không lo bị rơi nha anh em, giữ ấm cũng rất là tốt luôn. Tiếp theo, chiếc mũ len có mã là Y5, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Gu. Đây là một cái công ty con của hãng Uniqlo của Nhật Bản. Đây là một chiếc mũ có cái phối màu xanh biển đậm và thiết kế khá là vừa đầu, ôm đầu luôn. Toàn bộ chiếc mũ đều là màu xanh dương hết luôn, một cái phối màu mà đội vào sẽ cảm giác nó rất là rộng lớn bao la như là đại dương. Đây, anh em có thể nhìn thấy được cái chất liệu len của chiếc mũ này được đan các cái sợi vào nhau khá là chắc chắn, co giãn, và form dáng của chiếc mũ này cũng rất là đẹp luôn. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái tag của hãng Gu nhỏ nhỏ đây. Và chiếc mũ này cũng có một cái thiết kế khi mà anh em kết hợp phối đồ thì nó cũng rất là thời trang, và cái phần co giãn này của mũ còn rất là mới cho nên là nó sẽ cực kỳ ôm đầu, và anh em khi vận động với chiếc mũ này thì không lo là mũ bị tuột hay bị rơi. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là Y6, là một chiếc mũ len đến từ thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản, và phối màu của chiếc mũ này là màu xanh lá đậm. Đây là một cái phối màu xanh mà nó không hẳn là xanh lá cây và nó cũng không hẳn là xanh biển, nó pha pha giữa hai cái màu đấy. Và toàn bộ chiếc mũ này đều là màu xanh này hết luôn, chất liệu dạng len, dạng cốt tông len. Đây anh em có thể nhìn thấy được cái chất liệu mà còn rất là mới, khá là co giãn, và form dáng cũng sẽ rất là đẹp luôn. Với cái phần đai này chúng ta bẻ lên đây, nó sẽ tạo thành một cái vòng chạy quanh đầu, form dáng rất là đẹp luôn. Và tương tự với chiếc mũ mà mình đang đội đây, ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ có thêm tag của Uniqlo đây, cũng rất là mới luôn. Form mũ cũng cực kỳ là chắc chắn, khi anh em đội lên đầu nó sẽ rất là ôm đầu luôn. Và đặc biệt là trong cái thời tiết mà mùa lạnh thì đây cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và mặc dù trời hôm nay chưa lạnh lắm nhưng mà mình đội chiếc mũ này mình không hề bị nóng luôn nha anh em. Và thậm chí là khi nó trùm qua tai thì cũng không làm mình bị mất âm thanh, mình nghe ở ngoài vẫn thấy rất là rõ ràng. Tiếp theo, chiếc mũ len có mã là Y7, là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Attention của Nhật Bản. Và chiếc mũ này có phối màu nền màu vàng kết hợp với lại những cái đường sọc màu xanh, màu cam, màu vàng nhạt và màu trắng, tạo thành những cái họa tiết như kiểu là họa tiết thổ cẩm ở trên chiếc mũ này, nhìn cũng khá là hay. Và chất liệu len cực kỳ mềm mịn và siêu co giãn. Đây mình có thể cho anh em xem gần hơn những cái chi tiết của chiếc mũ này. Và ở phía bên trên đây chúng ta sẽ có một cái chóp bông như thế này. Đấy, và phía mắt trước chúng ta sẽ bẻ cái phần mũ len này lên, bẻ cái phần này lên tạo thành một cái đường viền, đường vành bên ngoài. Và ở phía bên trong chiếc mũ này chúng ta cũng sẽ có một cái tag nhỏ nhỏ đây. Và bề mặt ở phía bên trong cũng rất là mềm mịn, độ mới rất là cao, và có thể đội trong cái mùa đông rất là ấm áp và cũng rất là thời trang. Tiếp theo, chiếc mũ len có mã là Y8, là một chiếc mũ đến từ một thương hiệu phim hoạt hình rất là nổi tiếng trên thế giới, xuất phát từ nước Hoa Kỳ, đó chính là bộ phim Peanuts. Đây là một bộ phim hoạt hình với chú chó Snoopy rất là quen thuộc, và doanh thu đến từ cái bộ phim này cũng đã lên đến trị giá hàng tỷ đô và có ảnh hưởng rất là lớn đến ngành công nghiệp hoạt hình của Mỹ cũng như là trên toàn thế giới. Và chiếc mũ len này cũng lấy nguồn cảm hứng từ cái
bộ phim đó với thiết kế một chú chó Snoopy ở ngay trước đây. Và phối màu toàn bộ của chiếc mũ này là màu đen kết hợp với lại một vài những cái đường xám nho nhỏ ở phía bên trên có chóp, và phía mặt sau cũng y hệt như vậy luôn. Mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái thiết kế của cái mũ này. Đây chúng ta sẽ có một hình chú chó Snoopy quen thuộc ở đây, và một cái những cái họa tiết được làm bên trên cái mũ len này. Đây là những cái sợi len được đan vào với nhau rất là co giãn luôn và cũng khá là thoáng. Ở phía bên trên đây chúng ta sẽ có một cái cục bông như này, và mình sẽ cho anh em xem phía bên trong. Phía bên trong này chúng ta sẽ có một cái tag của Peanut, và bề mặt phía bên trong cũng rất là thân thiện với da đầu, và khi đội lên nhìn cũng sẽ rất là đẹp luôn, nhìn rất là mùa đông ấm áp. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là Y9, là một chiếc mũ đến từ hãng Lee, một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng và lâu đời của Mỹ từ năm 1889. Có nghĩa là đến bây giờ thương hiệu này cũng đã tồn tại khoảng 3 thế kỷ rồi. Một thương hiệu rất là uy tín luôn. Và phối màu của chiếc mũ này là màu đen ánh xám, hơi hơi một chút ánh xám xám thôi. Phía bên trên chúng ta sẽ có một cái chóp bông này, và chất liệu là dạng vải len, dạng cốt tông len. Đây anh em có thể nhìn thấy được cái những cái sợi len được đan vào với nhau tạo thành những cái họa tiết ở trên chiếc mũ này, nhìn khá là đẹp. Và có thêm tag của Lee ở đây, có ghi là Kansas USA. Đây anh em có thể nhìn thấy một cái bang của Hoa Kỳ. Và cái phần đai này chúng ta bẻ lên cũng tạo ra một cái form dáng rất là đẹp luôn. Ở phía bên trong của chiếc mũ này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tag khá là dày dặn, và một cái bề mặt ở phía bên trong cực kỳ co giãn và khá là mềm mại. Khi đội lên chiếc mũ này form dáng cũng cực kỳ là đẹp luôn nha anh em. Tiếp theo, chiếc mũ có mã là Y10, là một chiếc mũ len đến từ thương hiệu Puma, một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng đến từ nước Đức, và cũng rất là nhiều anh em thích sử dụng những món đồ của Puma. Đây là một chiếc mũ len có phối màu trắng ngà, một phối màu kiểu nó hơi xám xám xuống một chút, không hẳn là màu trắng. Và phía mặt trước lẫn mặt sau đều là phối màu y hệt như vậy. Và bên cạnh thì sẽ có một cái logo Puma hình chú báo được thêu ở đây, và chất liệu dạng len rất là mềm mại và cực kỳ co giãn luôn. Ngoài ra ở phía bên cạnh này thì chúng ta còn có thêm một cái tag Puma nhỏ nhỏ nữa. Và cái mũ này chúng ta có thể đây là mình gấp lên hai gấu thì nó sẽ tạo ra một cái form dáng mà nó ôm đầu luôn, vừa đầu. Còn nếu mà anh em lại vắt lên một gấu thì nó sẽ để dư dư một chút ở phía đằng sau đầu. Và kinh nghiệm của mình khi đội những cái mũ này mà muốn ra form nó đẹp thì anh em hãy đội cái đường dọc này nó thẳng với lại cái đầu của chúng ta. Đây nó sẽ đội lên như thế này. Đấy, anh em có thể tưởng tượng hình dung ra được. Và phía bên trong đây chúng ta sẽ có thêm một cái tag nho nhỏ của Puma. Và đây cũng là một chiếc mũ mà rất là thể thao luôn. Anh em có thể đội trong nhiều môi trường, nhiều thời tiết khác nhau và với nhiều những cái bộ đồ khác nhau. Tiếp theo, chiếc mũ len có mã là Y11, là một chiếc mũ len đến từ một cái thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng đến từ Mỹ. Đấy là hãng phim Walt Disney, và rất là nổi tiếng trong cái những người làng hoạt hình, và rất là nhiều người biết đến cái những cái bộ phim này. Và chiếc mũ này có phối màu xanh biển đậm kết hợp với lại đen trắng. Bên trên có chóp và phần đai này có hình một chú Mickey. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chất liệu cốt tông len của chiếc mũ này, rất là mới luôn và cực kỳ co giãn. Có logo chú Mickey, chú chuột Mickey ở phía đằng trước đây, và một vài những cái dòng chữ liên quan đến cái bộ phim hoạt hình này. Ở phía bên trên có một cái chóp bông nho nhỏ, nhìn khá là hay. Và ở phía bên trong của chiếc mũ này thì chúng ta sẽ có tag của Walt Disney Company, đấy, công ty Walt Disney. Và bề mặt phía bên trong này cũng rất là thân thiện với da đầu. Đây cũng là một chiếc mũ mà đội lên vừa đẹp mà lại vừa rất là ấn tượng. Cuối cùng, chiếc mũ len có mã là Y12, là một chiếc mũ len đến từ thương hiệu Arnold Palmer. Đây là một thương hiệu thời trang đến từ Mỹ. Và chiếc mũ này có phối màu là màu xám hết luôn, toàn bộ đều là màu xám. Có phần chóp ở phía bên trên này cũng là màu xám, và chất liệu là dạng chất liệu vải len, cốt tông len. Đây anh em có thể nhìn thấy được những cái sợi len đan vào nhau, và được đan bằng
rất là nhiều những cái kiểu khác nhau. Đấy, nó tạo thành những cái họa tiết xen kẽ ở trên chiếc mũ này, tạo ra được cái độ thời trang, độ đẹp. Và phía bên trên này có một cái chóp bông đây. Ở phía phần đai này thì chúng ta sẽ có một cái logo hình chiếc ô, cái logo của thương hiệu Arnold Palmer. Và mình sẽ cho anh em xem phía bên trong của chiếc mũ này. Thì trước tiên chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái tag nhỏ nhỏ của Arnold Palmer ở phía bên trong, với một cái bề mặt phía bên trong này cũng rất là co giãn, mềm mịn, giữ nhiệt tốt. Và khi anh em đội chiếc mũ này lên form dáng cũng sẽ rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này, và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.